Rồi chào các bạn nha. Sau đây mình sẽ đi bắt cá bị mắc cạn, bắt cá cạn ở dưới cái đường kinh này nè. Thì trời nó đang là trời nắng hạn. Thì cái đường kinh này nó bị cạn rồi. Thì mình sẽ đi bắt mót lại. Những cái đường kinh này thì bị người ta bắt rồi. Rồi hôm nay mình đi sẽ đi mót những con cá còn sót lại. Đây là cái dũng nước đã bị người khác bắt rồi, bữa nay nó bị sắc cạn xuống nè, một số cá nó bị chết nè. Thì những cái dũng nước đục đục đó thì sẽ còn cá nó còn sống, thì mình sẽ đi xuống đó mình bắt. Dũng này chủ yếu còn cá rô ha các bạn. Con cá rô, này con cá sặc sặc với cá bè chậu. Đây con cá rô này nằm cho cái dũng này nè, cá rô. Chỉ còn cá nhỏ thôi. Dũng này rất là nhiều cá. Cá rô, sạc thôi. Bên kia có con cá lóc nó nằm kìa. Cá lóc nó lóc tới đây, nó nằm đây luôn rồi. Quẩy sình nè. Cá chết.
rạch cá rô là to. Đây các bạn thấy là mới bắt có một chút mà có được nhiều cá này. Đây, cá rô và một con cá lóc. Thôi chào các bạn nha.